Hello, come back to my channel Start Scale Go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Fast S. Let's go. Monaco.
Rồi, traffic reader. Let's go. Tốc độ khá là cao. Oh my gosh, wow. Phanh rồi mà không kịp. Anh chàng xe ô tô con lại đi chậm vào xe tải. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư. Rush Rally 3. Let's go. Left.
Ok, sẽ ra rách xin chú. Back to Max. Choose. On a clue. Okay. Và mình sẽ chuyển sang là cái tiếp theo ở fast line.
Ok, let's go. Wrist wash. Masuki. Thì mình sẽ upgrade cho nó sẽ ngon hơn. Có thể update, sau đó thì sẽ tiếp tục được đua tiếp. Các bạn sẽ phải nâng cấp những máy ở trong này. Ok,
再发俾多啲面试出现上嚟嘅鼓工。Bridge 宣布落座。Let's go。Đầu tiên thì các bạn sẽ đánh chiếc xe. Vào kia để đi lấy khách. Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Đấy, các bạn có thể đợi hoặc các bạn ấn skip.Vừa đã đủ rồi. Ok. Let's get started. Drive safe. Turn left.Continue straight. Đây nơi đổ xăng, các bạn có thể đổ xăng hoặc là lúc nào gần hết xăng, các bạn sẽ đi đổ. Ở đây thì xăng vẫn còn đầy.Right. Có khi cái điểm dừng nghỉ thì các bạn có thể cho nhân viên dừng nghỉ ở đó và cho hành khách dừng nghỉ đó, hoặc có thể các bạn sẽ đi tiếp đi một mạch về đến nơi mà các bạn đã xuất phát và về đến nơi mà đã đến điểm giang.Khi đó thì về đến nơi đó thì các bạn sẽ thả khách, sau đó thì các bạn lại đổi để đón khách tiếp tục hành trình tiếp thành một chặng đường dài. À, còn 1.400, hơn 1.400 km nữa. Wow, một đường đi khá là dài. Và chúc mừng các bạn thì một chặng dừng nghỉ. Và bây giờ thì mình sẽ cho hành khách nghỉ ở đây.Passengers, our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break. Dear passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Tiếp tục các bạn lại đi tiếp trên một chặng đường dài. Ok.
Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.